Tống Thiến có động thái trước việc bị đoàn phim của Triệu Lệ Dĩnh trù ẻo chết sớm. Khi biết hình ảnh của mình được đưa vô làm minh họa trong vụ án mạng của đoàn phim Ai là hung thủ gây bức xúc, mới đây Tống Thiến đã có động thái phản hồi về sự việc. Trong tập phát sóng mới đây của bộ phim truyền hình Ai là hung thủ, trong một cảnh quay cho thấy bức tường dán đầy hình ảnh của những nạn nhân không may bị tên biến thái sát thủ liên hoàn hại chết. Điều đáng nói, trong loạt ảnh nạn nhân này, nhiều cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra, trong số đó có một bức ảnh của Tống Thiến. Được biết, bức ảnh đó được chụp tại sân bay của nữ nghệ sĩ cách đây gần 10 năm trước. Việc lấy ảnh của Tống Thiến đưa lên phim làm nạn nhân trong những cuộc giết người dã man đã khiến người hâm mộ của cựu thành viên FX tỏ ra rất bức xúc. Nhiều người hâm mộ của cô cho rằng, phải chăng đoàn làm phim đang muốn ám chỉ trù ẻo Tống Thiến chết sớm, hay lại muốn dùng chiêu trò PR bẩn để truyền bá phim? Thậm chí nhiều người cho rằng, việc lấy hình ảnh của người khác mà chưa xin phép đã là vi phạm, nói chi sự việc khá nhạy cảm như thế này. Không riêng gì người hâm mộ của Tống Thiến, việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Trước những lời chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, phía đoàn phim Ai là hung thủ cũng đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời thừa nhận việc này là do ekip sử dụng trái phép hình ảnh trên mạng và không làm tốt công tác kiểm tra nên đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và danh tiếng của Tống Thiến. Phía đoàn phim cũng hứa sẽ xử lý những bức ảnh này trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất sẽ hoàn thành trong ngày. Cuối cùng, ekip Ai là hung thủ đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Tống Thiến, đồng thời hứa rằng sẽ không để xảy ra những sai sót tương tự trong những lần tiếp theo. Sau khi đưa ra văn bản xin lỗi, một số người hâm mộ của Tống Thiến đã bày tỏ chính kiến cho rằng phía đoàn phim xin lỗi không đủ chân thành. Cũng không lâu sau đó, Tống Thiến cũng đã chủ động phản hồi về việc xin lỗi từ đoàn phim Ai là hung thủ trong khu vực bình luận. Cô bày tỏ quan điểm không muốn làm phức tạp hóa vấn đề, không muốn biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Trước phản ứng của Tống Thiến, ekip cũng một lần nữa xin lỗi Tống Thiến. Dường như hai bên cũng đã bắt tay làm hòa, Tống Thiến chọn cách tha thứ rất nhân từ. Một số cư dân mạng than thở rằng phản ứng của Tống Thiến quá thông minh, nhân từ và thật tử tế. Bên cạnh những ý kiến của người hâm mộ Tống Thiến, bên cạnh đó nhiều mọt phim đã không hài lòng về sự cẩu thả, sự thiếu chặt chẽ, chuyên nghiệp của ekip Ai là hung thủ đã làm ảnh hưởng lớn đến bộ phim cũng như những người khác, đặc biệt là dàn diễn viên. Dù lần này phía Tống Thiến đã chọn cách cho qua một cách êm đẹp, nhưng nếu lỡ người khác sẽ không biết như thế nào. Phim vẫn còn một chặng đường nữa với sự cẩu thả của phía đoàn phim sẽ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên đoàn phim Ai là hung thủ bị ném đá chỉ trích như thế. Trước thêm phát sóng, Ai là hung thủ gây xôn xao dư luận khi dính phốt, đạo nhái phong cách poster phim Legal High của Nhật Bản. Cụ thể dân mạng chỉ ra, góc mặt và hành động của nhân vật, kiểu chữ của poster bên Ai là hung thủ đều rất giống Legal High. Theo Sohu, khán giả Trung Quốc rất bức xúc khi biết ekip Ai là hung thủ bắt chước poster phim khác. Tôi chẳng thấy sự khác biệt nào giữa poster hai phim, đây là sự sao chép trắng trợn. Thậm chí kích cỡ các nhân vật trên hai poster đều giống nhau. Không thể hiểu nổi kiểu ăn cắp ý tưởng quá lộ liễu như thế này, là những bình luận trên Weibo. Đến tối 5 tháng 12, trên Weibo, đoàn làm phim Ai là hung thủ đã phản hồi và lùm xùm ăn cắp ý tưởng. Trong bài thông báo, phía đoàn phim gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời nhanh chóng xóa và gỡ bỏ toàn bộ poster bị khui ra có yếu tố sao chép ý tưởng từ phim Legal High.